Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay không có mưa, ngày mai trời nắng ráo với nền nhiệt cao nhất trong khoảng từ 28 đến 30 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực các huyện phía Bắc có nơi dưới 21 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 4 tháng 12 thì ở khu vực phía Bắc của tỉnh, mực nước ở đây đã đạt đỉnh năm và tiếp tục xuống chậm. Theo đó thì tại trạm Mộc Hóa, mực nước dự báo vào ngày mai đạt 1,13m, tại trạm Tân Hưng là 1,6m và ở trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo vào ngày mai là 1,78m. Ở trạm Hưng Điền B là 1,84m và 1,51m là mực nước được dự báo ở trạm Vĩnh Đại. Trong khi đó thì ở khu vực phía Nam, mực nước lên theo kỳ triều cường đầu tháng 11 âm lịch. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ. Theo đó thì tại trạm Tân An dự báo mực nước vào ngày mai đạt 1,63m và 1,59m là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức. Đỉnh triều ở cả hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ. Tiếp theo xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An thì trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo từ 4 đến 7 độ vĩ Bắc suy yếu dần. Áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm nay thì khu vực này không có mưa, sáng sớm mai thì có nơi có mù nhẹ, ngày mai trời nắng ráo. Nhiệt độ thấp nhất ở đây vào khoảng từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 30 độ, có nơi trên 33 độ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, đêm nay thì khu vực này cũng không có mưa, sáng sớm mai thì có nơi có mù nhẹ. Về trưa trời nắng ráo, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 29 độ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin sẽ là thông tin nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.